Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trong chuyến kiểm tra phòng chống dịch của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ sáng ngày 11 tháng 7, báo cáo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh với đoàn công tác, tỉnh đã quán triệt quan điểm chống dịch như chống giặc, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và luôn chủ động linh hoạt với phương châm 4 tại chỗ. Việc huy động cả hệ thống chính trị tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã giúp hầu hết các chỉ tiêu cơ bản về kinh tế xã hội của tỉnh đều đạt và vượt mức kế hoạch so với cùng kỳ. Cụ thể, GDP tăng 7% trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu tăng 67%, thu ngân sách đạt 54% dự toán. Nhìn nhận chống dịch cần phải ưu tiên hàng đầu bởi an toàn tính mạng con người phải là nhiệm vụ cao nhất, quan trọng nhất và cấp bách nhất. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề xuất cần áp dụng chỉ thị 16 của Chính phủ với tất cả địa bàn biên giới và ở những nơi phát hiện các ca có F1, F0, đồng thời áp dụng chỉ thị 15 với tất cả các địa bàn của tỉnh Tây Ninh một cách nghiêm ngặt, phải tăng cường kiểm tra giám sát, chỉ những nơi nào bảo đảm yêu cầu về các điều kiện an toàn dịch COVID-19 thì mới cho duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Đề nghị tỉnh chỉ đạo sát sao và quy rõ trách nhiệm để ngành công thương và quản lý thị trường địa phương chủ trì, phối hợp với các ngành địa phương tập trung rà soát, điều chỉnh kịch bản và lập kế hoạch chi tiết kết nối trực tiếp và cụ thể giữa những doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp cung ứng giữa những địa phương có nguồn hàng để sẵn sàng cung ứng các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho người dân, đồng thời cũng sẵn sàng để hỗ trợ cho các bà con nông dân tỉnh Tây Ninh tiêu thụ sản phẩm nông sản tới vụ, nhất là những trái cây tươi. Chiều ngày 11 tháng 7, đoàn công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là việc thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng trên toàn thành phố Hồ Chí Minh. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên. Sau khi nghe ý kiến của các bộ, ngành lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, lãnh đạo trung ương hết sức quan tâm việc thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chỉ thị 16, mặc dù đây là quyết định khó khăn nhưng là quyết định đúng đắn, đúng hướng, cần thiết, từng bước có hiệu quả, nhận được sự đồng tình của trung ương, nhân dân và sự tham gia hưởng ứng của nhiều chuyên gia, nhà khoa học. Việc thực hiện chỉ thị 16 đã tác động đến toàn bộ đời sống của nhân dân, hoạt động kinh tế của thành phố, đến doanh nghiệp, kể cả các tỉnh xung quanh và cả nước. Vì thế, rất mong nhân dân chia sẻ với thành phố, chia sẻ với chính phủ. Không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc và thiếu các cái nhu yếu phẩm cần thiết trong khi chúng ta thực hiện cái chỉ thị 16. Và hạn chế tối thiểu các cái ca tử vong, là không để xảy ra những cái tiêu cực, xảy ra những cái mất trật tự an toàn xã hội, rồi không để cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn nhiều. Lưu ý các công việc sắp tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố tiếp tục quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn trong việc thực hiện chỉ thị 16, xác định có trọng tâm, trọng điểm, đúng chỗ, ưu tiên các giải pháp cho phòng chống dịch để ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi dịch bệnh, đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường để phát triển kinh tế xã hội. Thành phố phải đặt tính mạng và tài sản nhân dân lên trên hết, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhu yếu phẩm cần thiết, hạn chế tối đa các ca tử vong, tổ chức tiếp nhận vaccine phòng COVID-19, bình đẳng với mọi người dân, không để xảy ra tiêu cực khi thực hiện chỉ thị 16. Bây giờ ta tổ chức tiêm vaccine thế nào cho nó an toàn, kịp thời, hiệu quả, đảm bảo đúng cái quy trình chống dịch, đúng cái tiến độ. Từ nay đến cuối tháng 7 là ít nhất khoảng 2 triệu liều cho thành phố Hồ Chí Minh, cũng ưu tiên khoảng 25% tổng số vaccine cho thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng đã phân công các bộ trưởng trực tiếp làm việc với thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phải quyết định xử lý ngay các vướng mắc, kiến nghị của thành phố. Phân công các đồng chí bộ trưởng phải trực tiếp làm việc với thành phố Hồ Chí Minh nếu có cái yêu cầu gì, các bộ trưởng phải trực tiếp làm cái việc này với các đồng chí lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và quyết định chịu trách nhiệm. Và còn cái gì chưa được chúng ta rút kinh nghiệm, trao đổi với nhau, chia sẻ với nhau. Và cái thứ hai là phải có đồng chí có trách nhiệm, chứ đừng để cái cấp này cấp kia chuyên viên trao đổi cứ nhì nhằng báo cáo với các đồng chí không được. Trước buổi làm việc với lãnh đạo thành phố, Thủ tướng và đoàn công tác đã đi thị sát bệnh viện dã chiến tại khu tái định cư phường An Khánh và khu vực thực hiện chỉ thị 16 CTTTG tại phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức, thăm cơ sở xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 bằng phương pháp real time PCR tại bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, quận Bình Thạnh, thăm công ty dược phẩm Savi tại khu chế xuất Tân Thuận.